Kính chào quý vị và các bạn đã đến với trang truyền hình địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Simacai thực hiện. Chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Simacai nỗ lực ôn luyện, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Quyết tâm đưa cây mận tả van trở thành một loại cây xóa đói giảm nghèo. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này dù dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, song thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Simacai đã nỗ lực ôn luyện để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Đã hơn một năm sống chung với dịch bệnh, có lúc việc dạy học phải gián đoạn để đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Để công tác phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo chương trình giảng dạy. Qua các kinh nghiệm đã rút ra từ các đợt dịch bệnh trước, nhà trường đã có nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả để tổ chức triển khai thực hiện. Đối với học sinh ở trên lớp thì chúng tôi cũng yêu cầu là các cháu ngồi giãn cách tối đa và ở phòng học cũng như ở trên lớp thì hạn chế cái việc là tiếp xúc giữa các cháu học sinh phòng này phòng kia, cái này để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Chúng tôi thường xuyên có cái ban kiểm tra về công tác an toàn thực phẩm của nhà trường để đảm bảo là cái công tác ăn của các cháu là đảm bảo vệ sinh. Đến thời điểm này thì hầu như là không có những cái biểu hiện học sinh có những cái dấu hiệu như là ho sốt rồi những biểu hiện bất thường. Thế tuy nhiên là chúng tôi không chủ quan và tiếp tục là tăng cường cái công tác chỉ đạo phòng dịch ở trong nhà trường. Cùng với theo dõi sát tình hình dịch bệnh, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn thi bám sát cấu trúc đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác ôn thi, thu hút học sinh hào hứng trong các tiết ôn luyện, khuyến khích tính tự giác, khả năng học tập của các em học sinh. Qua hai lần thi thử, nhà trường đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, thảo luận và đưa ra các giải pháp ôn tập sao cho thật hiệu quả. Nhà trường hiện nay thì chúng tôi chia đối tượng học sinh theo các mức độ, thứ nhất là các học sinh khá giỏi, học sinh thi vào các trường đại học cao đẳng. Thứ hai là các học sinh thi vào các trường nghề, và thứ ba là đặc biệt quan tâm đó là những học sinh yếu và học sinh có khả năng là điểm tốt nghiệp thấp, chúng tôi sẽ đối tượng ngoài tiết lớp. Trước khi đến lớp thì các em sẽ được giao các bài tập, các đề cương ôn tập, và chúng tôi cũng giao cho đối tượng. Đối với ba đối tượng trên thì chú bài tập các em sẽ là khác nhau và mức độ sẽ khác nhau để đảm bảo sẽ nâng dần điểm của mỗi đối tượng học sinh. Trong quá trình ôn tập thì tôi định hướng để hướng dẫn các em kỹ năng làm bài, thì sử dụng máy tính phân tích đề thi một cách thành thạo và ôn tập cho các em được hai mức độ kiến thức cơ bản, đó là nhận biết và thông hiểu, để các em nâng dần chỉ số, làm quen được với các dạng bài tập cơ bản nhất. Trong thời gian tới, nhà trường vẫn tiếp tục tổ chức ôn luyện, dạy học kiến thức cho các em học sinh lớp 12 theo hướng phân loại, bồi dưỡng theo đối tượng học sinh, có kế hoạch kèm giúp đỡ các em học sinh yếu kém thông qua các mô hình học tập. Các giáo viên bộ môn và chủ nhiệm theo dõi sát sao kết quả học tập, những lỗ hổng kiến thức cần bổ trợ để từng học sinh bám sát vào chương trình. Trong quá trình ôn luyện thì các thầy cô đã điện đề cho mọi em và phù hợp với khả năng của em. Em làm tầm được tầm 70%. Trước khi đi học nghề thì em cũng công việc trước, nhiệm vụ trước mắt vẫn là cố gắng học tập để thi tốt kỳ thi tốt nghiệp. Với sự chủ động trong phòng chống dịch, sự nỗ lực ôn luyện với những chiến thuật sáng tạo riêng, thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Simacai đang dồn sức để đồng lòng vượt khó với kỳ vọng một năm học, một kỳ thi tốt nghiệp sẽ kết thúc trong an toàn, suôn sẻ và đạt kết quả cao. Thưa quý vị và các bạn, phát triển cây ăn quả ôn đới được huyện Simacai coi là nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, huyện đang tập trung vào việc cải tạo các diện tích sẵn có, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, sản lượng loại cây trồng này. Cùng với việc tiếp tục mở rộng diện tích, thời điểm này huyện Simacai đang tiến hành cơ cấu lại các vùng trồng mận tả van, đảm bảo hình thành những vùng trồng tập trung theo đúng quy hoạch, đồng thời chỉ đạo các xã tăng cường việc vận động nhân dân, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc chăm sóc, cải tạo các vườn mận đã trồng để nâng cao năng suất, sản lượng hiệu quả.
Trong những năm vừa qua thì cái việc hướng dẫn cho bà con để nâng cao chất lượng này được phòng nông nghiệp trực tiếp cử cán bộ và trung tâm dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn bà con cách tạo tán cũng như là bón phân rồi để nâng cao chất lượng hiệu quả của cái cây ăn quả ổn đới. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay quả mận Tà Văn đã có thương hiệu được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến. Chính vì vậy trên thị trường hiện nay sản phẩm này vẫn chưa đủ cung ứng cho nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của người tiêu dùng. Đây là vườn mận Tà Văn của gia đình nhà chị Giàng Thị Sở ở thôn Chu Liền Trải, xã Quan Hồ Thần. Để có thành quả này, năm nào gia đình chị cũng bỏ nhiều công sức, tuân thủ rất nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật, đã được cơ quan chuyên môn hướng dẫn để chăm sóc cho vườn mận này. Hiện nay gia đình chị đang có trên 300 gốc mận, trong đó phần lớn là đang cho thu hoạch. Theo dự tính, năng suất sản lượng mận năm nay khá tốt, trung bình cho thu hoạch từ 15 đến 20 kg một cây. Lúc đầu thì phải phát cỏ đi, xong lại bó phanh cho cây, lại làm cỏ với gốc cây. Phải vít cành, tỉa cành, năm nào cũng phải tỉa. Thì lúc mà nó ra quả thì quả to bằng ngón tay thì nếu say quá thì mình phải bỏ đi những quả xấu. Còn đây là vườn mận chỉ với gần 20 cây của gia đình anh Sùng Xeo Sánh, thôn Chu Liền Trải, xã Quan Hồ Thần. Khác với gia đình nhà chị Dở thì gia đình anh Sánh có cái khó khăn, đó là rất mong muốn được mở rộng diện tích trồng mận Tà Văn, nhưng gia đình lại không có nhiều quỹ đất để trồng. Mặc dù số lượng cây ít, nhưng do có kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc, mỗi năm vườn mận mang lại cho gia đình anh nguồn thu gần 20 triệu đồng. Trồng cái mận Tà Văn này nói chung thì giá cả thì cho dù năm mà nó được năm suất thì ít nhất cũng phải 30.000 trở lên, không có xuống ấy. Mận khác thì nó không giữ được như cái loại này chứ. Thì mận Tà Văn này thì nó mới giữ được lâu. Ăn nó ngọt và nó chát thì nó mới giữ được lâu đấy. Hiện nay việc ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển cây ăn quả ổn đới đang được huyện Simacai đặc biệt quan tâm. Trong đó việc tìm và cung ứng các loại giống được lựa chọn kỹ lưỡng, nhờ đó đã có nhiều vườn cây ăn quả ổn đới của huyện được trồng bằng bộ giống tốt. Nếu trồng đảm bảo mật độ, đúng tiêu chuẩn, năng suất, sản lượng thu được sẽ rất cao. Tuy nhiên, việc ứng dụng các quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến như chăm sóc, bón phân theo đúng quy định thì không phải hộ gia đình nào tham gia cũng tuân thủ nghiêm ngặt. Hiện nay cũng có rất nhiều hộ gia đình, mặc dù cũng trồng với diện tích khá lớn nhưng lại không tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật, nên việc mất mùa vẫn còn là vấn đề đặt ra cho các xã tham gia phát triển cây ăn quả ổn đới. Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung chỉ đạo các ngành, các xã triển khai khuyến khích người dân mở rộng diện tích, nâng cao năng suất chất lượng cây trồng, tiếp tục mở rộng thị trường, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư liên kết với người dân từ sản xuất, thu mua, bảo quản, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang truyền hình địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Simacai thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.